Lê Thu Trang, cô giáo cắt vát thành quán quân The New Mentor. Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang, 26 tuổi, vốn là giáo viên dạy cắt vát cho nhiều thí sinh thi Hoa hậu. Sau chiến thắng cúp The New Mentor, người mẫu toàn năng, tối ngày 15 tháng 10, Lê Thu Trang nói: "Tôi hạnh phúc vì sự cố gắng theo đuổi ước mơ trong 10 năm qua được đền đáp." Lê Thu Trang sinh năm 1997, quê Hà Nội. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng lần lượt là 86, 63, 98cm. Cô từng thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam các năm 2017, 2019 vào top 10. Hồi đầu năm, cô đăng ký tham gia Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam nhưng cuộc thi hủy bỏ, sau đó chọn The New Mentor để thử sức. Thu Trang nói, tôi muốn tìm lại giấc mơ. Khẳng định tinh thần chưa bao giờ bỏ cuộc trước thất bại. Qua đây, tôi muốn gửi thông điệp này đến các học trò cũng như nhiều người trẻ khác, nếu không tỏa sáng sẽ không có hào quang nào dành cho bạn. Cuối năm 2022, cô đăng ký tham gia Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam nhưng cuộc thi hủy bỏ, sau đó chọn The New Mentor để thử sức. Tôi muốn khẳng định tinh thần chưa bao giờ bỏ cuộc trước thất bại, Thu Trang cho biết. Theo Thu Trang, cô chưa bao giờ nhục chí hay thấy tủi thân trước thành công của bạn bè đồng trang lứa. Nhiều năm qua, cô chọn công việc đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm bằng cách mở lớp dạy kỹ năng sân khấu. Á hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Thủy Tiên, Á hậu 4 Miss Super National 2022 Đặng Thanh Ngân, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Top 10 Miss World Việt Nam 2023, từng là học trò của Thu Trang. Hồi tháng 9, Thu Trang được ban tổ chức Miss Universe Việt Nam mời đảm nhận vai trò đạo diễn cắt vát cho đêm chung kết, diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại The New Mentor, đội của Thu Trang không thắng tập thử thách nào. Tuy nhiên, xét về kỹ năng cá nhân, Thu Trang được giám khảo đánh giá cao. Cô được nhận xét có kinh nghiệm sân khấu, khả năng cắt vát, tạo dáng trước ống kính, quay TVC, kết hợp khả năng làm việc nhóm. Thu Trang tại phần thi thuyết trình về video quảng bá du lịch ẩm thực Hà Nội, nơi cô sinh ra và lớn lên, tối ngày 15 tháng 10 ở chung kết. Giám khảo nhận xét cô có khả năng ăn nói gãy gọn, xúc tích, cùng phong thái của người lãnh đạo, yếu tố quan trọng mà cuộc thi hướng đến. Huấn luyện viên Hương Giang từng khen Thu Trang chuyên nghiệp, luôn cống hiến cho nghề dù từng trầy da gấp vẫy tại các sân chơi khác. Người mẫu Lan Khuê nhận xét nhiều tháng đồng hành, cô thấy học trò trưởng thành, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt với mục tiêu đặt ra. Người mẫu Mai Ngô, đối thủ của Thu Trang tại cuộc thi, nhận xét đồng nghiệp xứng đáng với danh hiệu quán quân bởi luôn nỗ lực. Thu Trang nói thành công, bản lĩnh mà cô có được hiện tại ngoài sự tôi luyện, còn nhờ sự chỉ dạy của nhiều tiền bối, nhất là bốn huấn luyện viên Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang. Với danh hiệu mới, Thu Trang nói sẽ tiếp tục phát triển con đường đang chọn, cải thiện thêm các kỹ năng còn yếu, truyền đạt kinh nghiệm tới các bạn trẻ. Cô quan điểm các sàn diễn thời trang luôn là của người mẫu, nếu cố gắng thì sẽ được công nhận, các nhà thiết kế tin tưởng để diễn phớt phây hay vơ đét. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.